lần thứ hai đi vô quán ăn Hàn Quốc, gặp một bạn này là Hàn Quốc, nó là hâm mộ lúc bé. Lúc bé là bao nhiêu, năm nay bao nhiêu? À, năm nay 20 rồi. Con ở đây con. Con 20 mà năm nay con hâm mộ con nhỏ. Ủa chẳng lẽ con hâm mộ con lúc 3 tuổi hả? Lúc 10 tuổi. Ờ, 10 năm tới chứ nghe, không chụp hình với cháu. Đây, chụp hình nè, lâu lắm rồi mới trở lại quán ăn Hàn Quốc mọi người. Ủa, mấy đứa kia đâu? Kim chi, cái món này là sứ nha quý vị. Cái này là kim chi, cái này là cá. Tôi thích cái cá này hơn cái cá bự ở Leon. Ừ. Rau xào ra. Tại sườn này nướng hơi lâu. Ăn hết tu vô về thôi. Nó đi bắt bò. Yeah, hôm nay đi diễn về. Ông quên, hôm nay đi xem phim về quý vị. Em Leon Vũ hẹn hò quá trời luôn. Mọi người cho leo cây hết luôn. Hai đứa ngồi ăn tự tán gỗ, tự tán khác với nhau vậy đó. Cũng đỡ.
Ủa gì đúng đổi gì vậy? Tại hôm nay Leon đãi nên tôi đãi cho đó, nếu mà đông người Leon trả sạch sạc, rồi mà sạch máu luôn cũng hên quá trời, không ai tới cho đó, cái bill có ba mấy đồng chứ nếu không thôi là tôi sẽ làm lơ ra ngoài hút thuốc. Ủa có thuốc không? Không, cứ tạm làm bộ vậy để khỏi trả bill mà hiểu không? May quá không ai tới. Leon này sinh nhật đãi birthday thấy nghe luôn mọi người mà hả? Gì birthday nữa bà nội, tôi birthday xong rồi. Thì xong rồi thì bữa giờ không gặp nhau, cứ hẹn hò không gặp được đó. Mới nãy em tính đi tìm cái bánh kem để em thổi đèn cầy với Leon, mà Leon nó trội nhà tôi một đống bánh kìa bà Nga. Xin bà đừng thổi nến. Đừng thổi, ơi nghe. Ơi. Vậy tôi thấy con gái có ở giống như đàn ông vậy đúng không? Có chứ. Có hả? Vậy là bà có địch không? Ủa sao kỳ vậy? Giống con gái có địch không? Chỗ sao không có, chỗ sao hỏi kỳ gì Leon. Tôi thấy đàn ông nó ngồi địch bẹp. Tôi thấy ít thấy phụ nữ địch quá. Đâu rồi có, mấy bà kìm quá rồi người sao? Ta cũng có nhưng mà ta lịch sự. Ủa cái YouTube này là mình ăn xong mình bàn vấn đề gì kỳ cục vậy? Không, tại vì tôi thấy bà nói ở cái thấy ghê quá. Tôi suy nghĩ lại, tôi nói ủa vậy là đàn bà có ở, đàn ông ở. Vậy là bà, đàn bà phải có địch chứ vậy sao nó định giấu đâu ta? Nén. Hèn chi mấy bà bị bụng bự hết trơn. Bà Cát dễ thương lắm. Mẹ ơi, hôm nay con đi học ở trong lớp con mắc lịch. Nói rồi xong sao con? Rồi xong sao? Kể mẹ nghe coi. In a quarter mile, turn right onto Green Street. Lâu lâu trong lớp con có nhiều bạn để tự nhiên, trời ơi, cười quá trời cười luôn mẹ. Các bà dễ thương, bà bung miếng. Nói chung là cái trên đường về này là Thúy Nga muốn nhắc nhở những người dân ở Cali mình đó mọi người. Dạo này á, là người ta lúc nãy trong cái ồn á, nói chắc sợ không nghe được á. Ở Cali dạo này người ta đập kiến xe, với lại người ta lấy túi xách mình á, giật túi xách là chuyện bình thường nha. Đó, Leon đang chở ngay đi lấy xe, ví dụ trời sáng đi chụp hình ở trên này nên là quăng xe trên này rồi. Thì mọi người biết sao không? Là Leon kể đó, cái quán ăn Hàn Quốc mới nãy mà nghe với Leon ăn đó, là bữa hôm là có mấy người bạn Leon bị mất đồ đó. Tại vì có một nhóm hả? Món có mẻ. Một cái nhóm ba người mẻ. Ừ. Thì khi họ sẽ vô trong cái nhà hàng lúc mà đang đông, thì một người, hai người sẽ xin cái menu, rồi đi vòng, sẽ làm rối lên cái nhà hàng, đi vòng vòng quắt quắt tay, kêu nhân viên rồi. Thì người Việt Nam hay là những người ăn mình thì không phải tò mò, thì thấy cứ quắt quắt tay mà la quá thì không biết chuyện gì. Phải chú trọng tới hai người mà vừa la vừa quắt tay, thì cái người thứ ba sẽ tìm cái sơ hở, bưng đồ chạy, hiểu không? Lấy giỏ sách hay là mắt kiến trên bàn hay là cái phone trên bàn chạy đi. Thì có một người trên Facebook của Leon mà Leon cũng quen là mất quá cho đồ luôn, trong cái giỏ sách là nào là mất kiến, điện thoại, tiền mặt, rồi những cái gì mà giống như giấy tờ mà quan trọng là nằm trong cái túi LV là đi luôn, nó bưng hết luôn á nghe. Mọi người biết không, cái thời điểm mà trước cái hồi mà Covid đó, có một cái chị ha, chị đi ngay chợ Hòa Bình đó, mà chị lấy tiền trong nhà băng, quý vị, bị người ta giật cái túi mà chị tiếc tiền trong đó, sao chị dằn qua dằn lại mà cuối cùng chị té, chị chết luôn mọi người. Giật mà té chết luôn. Còn á, vừa rồi á, là nghe có một cái anh bạn đó, anh mua quà sinh nhật cho bạn gái ảnh mà nghe thấy ham nha, mua hết 13,000 luôn. Bởi là làm hiệu. Gái sướng ha. Sướng lắm luôn. Đó như Leon này, con trai này, sinh nhật không có tới một cái một xu nữa chứ đừng nói. Ủa cái đó nói ai vậy? Là tôi nói bà đó chứ những người ai khác người ta tặng quà cho tôi chứ. Rồi. Nha, không phải âm thầm nghe làm chứ. Đó rồi là... tới chỗ rồi đó. Không phải kể nốt luôn, là vừa rồi là U-turn xe nghe này nè. Vừa rồi là Thúy Nga là chứng kiến cái một cái anh bạn đó đó, cái ông anh cũng nghe ảnh mua đồ đó quý vị cho bạn gái. Xong mà lúc ra ăn cơm tắm đi ra cái xe đập nát tưng bừng luôn, mà cái xe khoảng 150,000. Xe đập nát mà tưng bừng, bà làm giống như ăn tiệc vậy nghe, đập nát thấy thương. Trời xe đập nát, bởi giờ ổng bà ổng làm anh bà cũng tội ổng ghê á. Trời xe ổng đập nát mà bà ở đây bà ăn tiệc tưng bừng luôn nha. Đó, đập nát tưng bừng. Lâu quá em ở Mỹ đó quý vị, tiếng Việt nó bị quên cái ngôn từ thôi, chứ là đập tan nát. Đập nát cái xe thấy thương. Em nói là đập tan nát mà em lộn qua thành chữ tưng bừng. Trời ơi, đập xe mà nó giống như đi ăn tiệc kìa, tưng bừng. Nga có ổ bánh mì ai dùng trước kìa. Ngậm luôn. Xong rồi mọi người biết sao không? Là bị mất luôn cái vỏ sách luôn đó, mà cảnh sát mất mười mấy ngàn luôn phải không? Mười mấy ngàn luôn. Ủa xe Nga đậu đâu vậy nè? Đây nè. Ủa tôi cũng biết xe tôi đậu đâu nữa, nó đậu đâu vậy? Ở đây nè, nó đậu đây nè Leon.
Đó, cái xe đó nó giờ U-turn lại đi. Xe bà là xe nào? Xe Venza nó. Nissan đây nè. Ủa phải không? Phải này không? Chắc vậy. Đúng rồi. Xe... sao Leon nhìn ra xe tôi xe mà tôi nhìn ra trời. Đó. Trời ơi, Leon nhìn ra xe nghe mà nghe. Em bà gọi nó đi chứ tôi để bà đậu đây cũng tội nghiệp mấy đứa, mấy mẹ á. Sao vậy? Sao bà hiếp nó, hiểu không? Tôi tưởng bà... là xe tôi đẹp quá, nó đập kính lấy đồ chứ. Tôi sợ không, mày. Xe này được cái không ai làm gì. Tại vì thứ nhất là nghe không bao giờ để cái gì quý giá. Thứ hai là trên xe nghe mà người ta có lỡ nhìn vô cái kính là người ta hết hồn. Rồi trong đó là giấy, rồi bao ni lông, rồi cây, cỏ, rồi nói chung xà bằng đất cát xi măng đồ, không có cái gì quý giá ngoài thứ nghe. Quý vị thứ nghe là quý giá đúng rồi, đồ quý giá bà cầm theo hết rồi, bởi vì không nào quất được hết trơn, vớt được hết trơn. Gọi người ta ra ám à, tôi ủa bà có chìa khóa không biết thôi. Thứ nghe bye bye cả nhà nha. Happy birthday Leon, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday Leon. Hẹn món quà sẽ được nhận sau nha, không biết khi nào. Ngày 29 đi. Ủa, ngày 29 có quà hả? Ngày 29 đi tè, mình đi hát đó. Ủa, nhắc luôn hả? Ừ. Ủa, ông Ri ngày mấy ông xuống vậy? Là ngày 27 ông xuống đó. Ừ, vậy cũng mừng. Là ông phải làm concession nhà cho tôi. Ê, con vợ chồng Hiếu Hiền cũng 27 xuống là phải á. Thì đó, nó xuống nó coi mà nó đi. Không, coi ý như tôi nói là nó xuống cùng vậy là nó xuống cùng ngày luôn. Tôi chỉ hotel cho nó ở rồi. Ôi mọi người ơi. Thôi đi ra, bye bye. Bye bye. Trời, con tôi bị xước cái gì cái này thấy không? Ê, về gửi mấy cái hình cho nghe nha. Hình nè. Cả nhà ơi, dân Cali mình nhớ cẩn thận đi ra đường nha. Thời buổi bây giờ rất là giống như hồi xưa đó, phim kiếm hiệp họ có người mà đi gõ gì đó. Trời đất hanh khô, cẩn thận củi lửa. Nhớ không? Mấy ông người Tàu mà ưa gõ cái chuông nha. Bông. Trời cũng đất hanh khô, cẩn thận củi lửa. Bông. Ok, bye. Bye.